Chân khí trong một cái nhà thì nó chia thành hai yếu tố, tức là sử dụng cái tọa hướng của nhà để phù cho trạch nhân. Mỗi một người một tuổi thì chỉ hợp được khoảng tối đa là hai hướng, còn không thì chọn được cái hướng duy nhất. Cái hợp khí này sẽ kích hoạt cái sinh khí trong nhà của chúng ta, nó trở nên vượng hơn rất nhiều. Cái chuyện này nó gọi là cái nhân khí, và cái nhân khí này nó sẽ kích hoạt cho phong thủy. Chào chị các bạn, tiếp tục các cái video mà chia sẻ về cái kiến thức trong việc mà lựa chọn cái phong thủy, thì chúng ta còn một yếu tố thứ ba, tức là yếu tố liên quan đến nhân khí. Nhân khí trong một cái nhà thì nó chia thành hai yếu tố. Trước hết là cái nhân khí đối với cả cái căn nhà đó, phải chọn được cái nhà nó phù hợp với cả cái hướng của mình đó. Đúng không ạ? Nhân gian thì có nhiều cách lựa chọn, nhưng mà về cơ bản là cách lựa chọn, ví dụ sử dụng bát trạch kim kính chẳng hạn đi, thì là chúng ta chọn được cách hướng là đông trạch và tây trạch, thì cái tỷ lệ hợp hướng của anh chị là 50%. Thì với cái tỷ lệ 50-50 như vậy thì là nó không có đảm bảo được tính chính xác, mà chưa kể cái việc mà xác định thế nào là đông trạch, xác định thế nào là tây trạch, xác định thế nào là đông mệnh, thế nào là tây mệnh, thì chúng ta đã đang còn tranh cãi. Huống hồ là cái việc mà là còn tỷ lệ 50-50. Cho nên phong thủy Thái Nguyên không có lựa chọn phương pháp mà chọn hướng nhà theo bát trạch kim cảnh, mà phong thủy Thái Nguyên sử dụng cái phương pháp định long của Tam Bộc Phái. Khi định long Tam Bộc Phái thì mỗi một người một tuổi thì chỉ hợp được khoảng tối đa là hai hướng, còn không thì chọn được cái hướng duy nhất. Thì vì sao khi tư vấn cho anh chị các bạn tôi chọn cái hướng duy nhất? Bởi vì là ngoài cái việc mà cái kết hợp cái mạch đất hợp, mạch hợp tuổi ra, thì chúng tôi còn phải kết hợp cả yếu tố long vận và thủy vận của đại cục để xem là với cái tổng thể, với cái vận mạch đó thì chúng ta loại trừ những một số trường hợp cái mạch nó bị quá hung, hoặc là mạch nó chưa đến lúc nó vượng, thì chúng ta chọn lựa cái hướng vượng. Cho nên là cái việc chọn lựa hướng nhà là cái việc rất là quan trọng. Yếu tố thứ hai là yếu tố nhân khí, đó là cái tính hòa hợp của cái người trong gia đình với nhau. Nếu như mà trong căn nhà mà các cái tuổi mà nó xung hình phá hại với nhau thì chắc chắn thì nó sẽ gây ra cái sự nhiễu loạn về khí. Bản thân cái sự nhiễu loạn về khí này nó sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến cái khí ở trong cái căn nhà của anh chị. Nếu như mà những người ở trong nhà mà rơi vào các tuổi quý nhân lộc mã, tức là thần tài, là quý nhân, là những người tuổi hợp, tam hợp, nhị hợp hay ngũ hợp, thì cái hợp khí này sẽ kích hoạt cái sinh khí trong nhà của chúng ta, nó trở nên vượng hơn rất nhiều. Trong nhà thì chúng ta phải luôn luôn giữ một cái trạng thái là vui vẻ, đúng không ạ? Chúng ta thật là vui vẻ, lúc nào cũng cởi mở chia sẻ và lúc nào cũng cười tươi, thì cái phần đó nó tạo ra cái cát khí. Cái cát khí trong gia đình ở đây tôi muốn nói đến đó là cái sự đoàn kết, đó là vui vẻ, đó là tiếng cười đùa của trẻ con, đúng không ạ? Đó là những cái lời nói yêu thương trong gia đình. Cái chuyện này nó gọi là cái nhân khí, và nhân khí này nó sẽ kích hoạt cho phong thủy để đem lại cái may mắn và đem lại cái tài vượng cho cái căn nhà của anh chị. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng theo dõi các video của Phong Thủy Thái Nguyên. Hy vọng là qua cái video này thì chúng ta có thêm những phần kiến thức và thêm những phần hiểu biết. Anh chị muốn tư vấn thêm về các cái nội dung này thì chúng ta có thể để comment bên dưới. Chúc anh chị và các bạn có một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười để đem lại cái cát khí cho căn nhà. Xin cảm ơn.